Xin chào các anh chị đã quay trở lại với kênh chứng khoán Minh Phụng. Và trong nội dung của bản tin ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá và nhận định thị trường chứng khoán trong phiên ngày hôm sau, ngày 10 tháng 11 năm 2021. Tiếp theo, mình sẽ phân tích các cổ phiếu tiềm năng, các cổ phiếu tích cực và trả lời một số câu hỏi bình luận của các anh chị nhà đầu tư xem kênh. Các anh chị đừng quên nhấn nút đăng ký và bình luận phía bên dưới các cổ phiếu các anh chị đang quan tâm để mình sẽ hỗ trợ và trao đổi trong mỗi nội dung video. Và trong thời gian này thì mình vẫn đang mở cái khóa học đầu tư chứng khoán để các anh chị nâng cao cái kiến thức, kết hợp với cái ưu đãi là sẽ được tham gia vào room VIP, nhận những cái tín hiệu, những cái khuyến nghị miễn phí từ trong room trọn đời các anh chị nhé, không có thời hạn kết thúc. Ngoài room VIP thì mình còn cái room Zalo cộng đồng, thì các anh chị có thể bấm vào cái link ở phía bên dưới hoặc là cái mã QR code này quét bằng phần mềm Zalo để các anh chị tham gia vào cái room cộng đồng hoàn toàn miễn phí, nhận những cái tín hiệu miễn phí. Mình sẽ chia sẻ từ trong room VIP ra bên cái room cộng đồng này để các anh chị có cái thông tin đến từ thị trường nhé. Rồi, như vậy thì trong nội dung của bản tin ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại tổng thể thị trường bằng cái việc là chúng ta phân tích trên cái biểu đồ kỹ thuật chỉ số VN-Index. Trong cái xu hướng chung thì chúng ta vẫn đang nhìn nhận cái xu hướng đi lên của thị trường, đó là nó sẽ chạm vào những khu vực kháng cự quan trọng nha anh chị. Thì đoạn này tức là ngay cái cạnh trên của cái dải Bollinger Band á, đâu đó khu vực 1478 cho đến khu vực 1480, 1470 cho đến 1480, đó là cái ngưỡng kháng cự tâm lý đầu tiên về chỉ báo kỹ thuật dải Bollinger Band. Và cái ngưỡng tâm lý nặng nhất ở đây thị trường của chúng ta đang mong muốn chinh phục, đó là cái ngưỡng 1500. Và với xu hướng chung là các hệ thống chỉ báo kỹ thuật vẫn đang trong cái xu hướng tăng trưởng để hướng lên đến những cái ngưỡng mục tiêu chúng ta đang kỳ vọng trong tương lai của thị trường chứng khoán, cũng như là cái biểu đồ kỹ thuật của chỉ số VN-Index tại đây. Chúng ta hãy cùng nhau nhìn sâu hơn và nhìn lại cái quá khứ di chuyển của biểu đồ kỹ thuật chỉ số VN-Index. Các anh chị có thể thấy cái đường kẻ màu xanh ở đây, màu xanh dương ở đây. Thì chúng ta bắt đầu kẻ từ cái đỉnh hình thành tháng đầu tháng 7 năm 2021 cho đến cái thời điểm kết thúc tại đây, đó là cái điểm tháng đầu tháng 10 năm 2021. Còn cái điểm đáy ở phía bên dưới này thì chúng ta thấy là giữa tháng 7 nó tạo. Chúng ta kẻ hai cái đường thẳng màu xanh dương ở đây thì nó sẽ tạo ra cái mô hình là tam giác cân tăng trưởng. Và các anh chị thấy là khi mà thị trường của chúng ta vượt ra khỏi cái vùng kháng cự biên cạnh trên như thế này thì nó sẽ kéo một cái xu hướng tăng trưởng. Đó là cái việc phân tích theo cái mô hình Price Action, phương pháp hành động giá trong cái chiến lược phân tích kỹ thuật của cái biểu đồ kỹ thuật. Thì chúng ta mới nhìn nhận cái vấn đề hiện tại. Nếu như mà chúng ta tính từ cái vùng đáy ở phía dưới này của mô hình tam giác cân đo lên thì chúng ta thấy là cái giá trị tăng trưởng trong cái mô hình này nó đạt được từ 10 cho đến 12%. Đó. Thì các anh chị có thể đo từ cái vùng nó hình thành cái khu vực tăng lên đến cái thời điểm hiện tại của thị trường của chúng ta thì nó đang ở cái mức độ cũng là từ 10 cho đến 12%. Cái vấn đề ở đây là chúng ta nên nhìn nhận cái mô hình tam giác cân này. Thứ nhất, mô hình tam giác cân này chúng ta có thể xem xét cái gọi là cái xác suất xảy ra của cái mô hình này nó ở cái mức độ tương đối cao và được chúng ta đánh giá ở cái mức độ là từ trung hạn cho đến dài hạn, tức là cái từ cái quá trình hình thành cho đến cái quá trình kết thúc cái mô hình tam giác cân này, symmetrical triangle như thế này, thì nó nằm ở cái giai đoạn từ vài tháng hoặc là một năm. Chúng ta thấy là nó đã bắt đầu từ trong cái đồ thị kỹ thuật của chúng ta thì nó đã hình thành từ đầu tháng 7 này cho đến cái giai đoạn hiện tại, tức là tháng 11 rồi, tức là nó đã xảy ra khoảng 4 tháng, tức là đạt ở cái vị thế trung hạn. Và cái vấn đề chúng ta cần quan tâm đó là cái mô hình tam giác cân thì cái điểm mục tiêu các anh chị thấy là từ khi nó vượt ra khỏi cái vùng kháng cự như thế này. Đây là cái chương trình khóa học đầu tư từ cơ bản cho đến nâng cao mà mình đang mở ra cái khóa này để các anh chị có thể tham gia này. Hiện tại nó đang có ưu đãi, anh chị đăng ký học thì có thể tham gia vào room VIP để mình hỗ trợ trọn đời các anh chị. Đó, thì đang ưu đãi, thì sau những cái thời gian ưu đãi thì thông thường mình sẽ đóng khóa lại, mình sẽ không khuyến nghị, không mở thêm. Tại vì cái thời gian mình nó cũng có cái công việc hơi bận rộn một tí. Do vậy thì chỉ mở trong cái khoảng thời gian từng cái giai đoạn thôi các anh chị nhé. Chúng ta mới suy xét này, từ cái điểm mà thị trường tăng lên cái điểm chốt lời mục tiêu á, nó bằng với cái khoảng từ cái mô hình đáy này. À, do vậy thì các anh chị có thể đo từ cái điểm mà nó hình thành lên trên này, nó đang đạt ở vị thế là từ 10% so với cái đáy ở đây, thì nó đạt được từ 10 cho đến 12%. Do vậy thì kỳ vọng cái nhịp tăng này
nó đang có cái dấu hiệu là đạt được cái khuyến nghị theo cái mô hình kỹ thuật tại đây là mô hình tam giác cân các anh chị nhé. Mình có giải thích rất là rõ này về cái điểm chốt lời trong ngắn hạn nó có thể xảy ra ngay tại cái vị trí là trade profit, thì nó đâu đó từ khu vực đỉnh này chúng ta kéo lên đến đây là 10-12%. Như vậy thì kỳ vọng như mình đã nói là nó đạt được trong khoảng là 1480-1500 ở đây. Do vậy thì cái giai đoạn này là một trong những cái giai đoạn quan trọng khi mà thị trường của chúng ta cái dấu hiệu tăng trưởng nó đã bị dần giảm đi. Các anh chị có thể theo dõi hai phiên gần đây đây thì cái áp lực chốt lời nó xảy ra tương đối là mạnh ở trong cái giai đoạn cuối phiên chiều, tức là từ khoảng thời gian chúng ta thấy là 13 giờ cho đến 14 giờ thì nó gặp cái áp lực chốt lời xảy ra cũng đang khá là mạnh. Tuy cái mức độ bán và cái mức độ mua nó đang ở cái vị thế trung bình là tương đối là gần nhau. Tuy nhiên như mình đã nói ở cái video trước thì đây là cái dấu hiệu nó dần xảy ra những cái vấn đề gọi là tiêu cực trong ngắn hạn. Do vậy thì mình mới có những cái khuyến nghị trong room về cái việc mà thị trường của chúng ta đi vào khu vực 1460, 470 hoặc là 1500 như thế này. Thì trong ngắn hạn nó sẽ xảy ra những cái tính chất hơi khó khăn một tí cho cái việc điểm mua mới. Đối với các anh chị nhà đầu tư tham gia ngắn hạn thì những cái nhịp như thế này thì chỉ nên mua thăm dò ở tỷ trọng thấp. Việc mua mới, mình nói rất là rõ là việc mua mới chỉ tham gia ở mức độ tỷ trọng dưới 30% và luôn sẵn sàng lượng cổ phiếu có sẵn trên 70% để các anh chị có thể canh chốt dần các cổ phiếu đã tăng trưởng tốt. Từ đoạn này lên 1500 thì có thể canh chốt dần, chốt bớt từng phiên ra. Những cổ phiếu khỏe, chắc đồ thị mà chúng ta đã có cái điểm mua tốt thì có thể nắm giữ theo dõi. Tuy nhiên những cổ phiếu mà nó có dấu hiệu suy yếu thì các anh chị nhà đầu tư ngắn hạn đó nên có những cái nhịp chốt dần lên. Còn cái điểm mua mới thì giai đoạn này thì chúng ta rất là hạn chế cái việc mua mới, cũng như là mua mới thì chỉ thăm dò ở cái mức độ vừa phải đối với các cái cổ phiếu mà nó có cái tính chất đồ thị kỹ thuật tốt và dòng tiền. Thì giai đoạn này thì cũng chỉ có hai cái nhóm ngành mà các anh chị có thể là thăm dò ở cái vị thế. Nếu như anh chị còn đang có cái lượng tiền mặt cao á thì nó tập trung vào hai cái dòng, đó là dòng bất động sản và dòng chứng khoán là chính. Chứng khoán thì gần như nó đã qua những cái nhịp mua tốt. Do vậy thì đối với nhóm mà bất động sản á, thì có hai cái cổ phiếu mà nó cũng đang có những cái dấu hiệu tích lũy tốt để các anh chị tham gia. Đó là KDH. Đây, KDH có thể canh mua mới hoặc là mua thêm, tại vì đoạn trước đã khuyến nghị các anh chị mua ở dưới này rồi thì các anh chị còn giữ thì mua thêm đoạn này một tí là được. Còn các anh chị mua mới thì có thể canh quanh cái vùng ở đây này, vùng 47 48 á, thì có thể mở về thế mua. Còn KDH các anh chị nhé. Thì đối với KDH thì cái hệ thống chỉ báo kỹ thuật của chúng ta đó nó cũng đang cho cái tín hiệu mua ngay tại khu vực 47 và 48x này, thì có thể thăm dò vị thế mua được. Với cái việc mà các anh chị mua quanh vùng 47 hoặc là vùng 48 thì cái mục tiêu kỳ vọng là vùng 523 và vùng 57, hai mục tiêu 1, mục tiêu 2 và điểm cắt lỗ ở đây là 44.2. KDH thì đảm bảo cái tiêu chí 6/8 tiêu chí mức độ tăng trưởng tốt kết hợp với đây là khả năng tăng trưởng cao. Dòng tiền và các cái tính chất ở đây cũng tương đối là ổn, chưa có cái gì biến chuyển xấu cả. Do vậy thì hệ thống có thể khuyến nghị cái điểm mua tham gia cho các anh chị. Mua ở cái tỷ trọng, các anh chị phải quản lý tỷ trọng đoạn này tốt. Hoặc là Vinhome, một cổ phiếu của cái nhóm ngành chúng ta thấy là nhóm ngành bất động sản. Tuy nhiên thì cái giai đoạn vừa qua Vinhome cũng chưa tăng trưởng nhiều. Ví dụ như Vinhome này. Vinhome thì đang có cái khu vực hỗ trợ ngay tại khu vực vùng giá 81 và 82 này. Do vậy thì loanh quanh 81-82 thì có thể mở vị thế mua thăm dò. Cổ phiếu này đang giao dịch trong vùng may, do vậy thì tâm lý hơi yếu. Khả năng thì những cái giai đoạn sắp tới nó chỉ đi ngang quanh cái nhịp 81-83 này thôi, chưa có cái nhịp chuyển động tăng trưởng nhé. Hiện tại thì nó đang mở band lên, tuy nhiên cần phải đóng nến và vượt qua và kiểm tra trở lại đỉnh cũ khu vực giá 85x86 á, thì nó mới ổn định và nó tăng trưởng mạnh được. Thì đoạn này thì chỉ mua thăm dò, theo dõi quan sát thôi. Do vậy thì ở đây có Vinhome khuyến nghị. Thì Vinhome đạt được những cái tính chất cơ bản rất là tốt để chúng ta có thể nắm giữ về mặt trung và dài hạn hoặc là ngắn hạn. Ở đây nó có đến 7/8 tiêu chí về sức khỏe tài chính, về tính chất cơ bản. Mức độ tăng trưởng cũng khá là cao. Hiện tại hệ thống đang khuyến nghị điểm mua quanh khu vực như mình đã nói là 81-83 là phù hợp đối với cổ phiếu Vinhome. Điểm mục tiêu ở đây là 90-99, hai điểm mục tiêu 1-2 đối với cổ phiếu Vinhome. Cái bản khuyến nghị này mình đã có chia sẻ trong room cộng đồng. Các anh chị nên theo dõi để làm đúng cái việc khuyến nghị này. Với cái việc mà các anh chị làm đúng cái việc khuyến nghị này thì tin tưởng các anh chị là cái xác suất đầu tư của chúng ta về lâu dài chúng ta cộng tổng thể lại nó sẽ có cái mức lợi nhuận nha, chứ không phải là thua lỗ khi mà chúng ta làm đúng cái bản khuyến nghị này nó đưa ra.
Thì cái bản khuyến nghị này được mình tạo ra sau cái thời gian cũng như là cái kinh nghiệm đầu tư cá nhân của mình á, thì mình tạo ra cái bản này để làm đơn giản hóa quá trình đầu tư của các anh chị. Mình kết hợp với cái kinh nghiệm của mình đọc và tìm cái điểm mua thì nó sẽ tốt, nó phù hợp. Hoặc là nhóm chứng khoán, nhóm chứng khoán thì có hầu như là nó đều tăng, nó đều chạy cả rồi. Đó, do vậy thì chỉ có cổ phiếu ở đây là ORS thì nó có anh chị có thể tham gia được này. ORS thì mình khuyến nghị các anh chị trong nhà đầu tư thì đoạn này ORS có hỗ trợ khu vực giá 29.8 cho đến khu vực giá 31, nó có hỗ trợ cũng là cái điểm mua để các anh chị tham gia. Thì mục tiêu của ORS là vùng 33 và vùng 35, hai cái điểm mục tiêu của cổ phiếu ORS các anh chị nhé. Ngoài ra thì những cái cổ phiếu khác nó cũng tương đối là tích cực, ví dụ như là NT2, nhóm Tứ Hùng các anh chị. Cổ phiếu này đang quay trở lại test đỉnh cũ, thì nó đang gặp kháng cự đỉnh ở đây này, khu vực giá tháng 1 năm 2021 chưa vượt qua được. Do vậy thì đoạn này thì chúng ta chỉ theo dõi nó trở lại nó test đỉnh cũ thôi. Cho đến khi nó vượt hẳn kháng cự đỉnh cũ là khu vực giá 41 thì khi đó mới xây dựng một xu hướng tăng trưởng mới tích cực. Còn đoạn này chủ yếu đánh giá của mình là nó cứ lên quanh khu vực giá 23, 24 đi ngang quanh khu vực đó để test cái đỉnh này thôi. Đó. Hoặc là DBC. Đó, DBC cũng đã vượt đỉnh rồi, đang test trở lại, khả năng có 3 phiên test lùi trở lại để lắp cái đoạn gap này này, đâu đó ngay tại khu vực giá 64 rồi tiếp tục bật một cái nhịp tăng mới, kỳ vọng mục tiêu là vùng 70 cổ phiếu DBC. DBC thì mình đã khuyến nghị các anh chị trong room ở phía bên dưới này rồi, do vậy thì nó có test trở lại thì các anh chị vẫn nắm giữ được nha, nó lắp cái khoảng gap này thôi. Đó, cũng như là test cái hỗ trợ đỉnh cũ. Đó. Thì thông thường về cái lối đầu tư kỹ thuật nó sẽ có 3 cho đến 4 phiên test trở lại để lắp gap đoạn này, tức là quay trở về vùng 64 thì có khả năng tăng trưởng trở lại, kéo một nhịp tăng mới. Đó là một vài cái cổ phiếu các anh chị có thể quan tâm theo dõi. Giai đoạn này thì chúng ta vẫn ưu tiên cái vấn đề là chốt lời trong ngắn hạn nhiều hơn là cái việc mở mua mới. Do vậy thì mình chỉ khuyến nghị một vài cái cổ phiếu điển hình như vậy để các anh chị tham gia. Đó. Thì rất là rõ, mình đã thể hiện rất là rõ về cái mô hình. Về cái mô hình tam giác căng tăng này và cái điểm mà tại sao chúng ta đưa ra cái khuyến nghị là lên trên này. Hiện tại thị trường của chúng ta nó đã bám sát lên khu vực này rồi, tức là cái khu vực chốt lời theo cái tính chất kỹ thuật. Do vậy thì chúng ta trong ngắn hạn á, chúng ta cũng nên xem xét cái danh mục tài khoản của chúng ta. Nếu các anh chị chỉ đầu tư ngắn hạn thì có thể nên canh chốt lần từ khu vực 1460 cho đến mãi khu vực 1500, chốt cứ chốt lần lên từng phiên như vậy theo dõi cho đến khi nó yếu hẳn thì chúng ta có thể chốt hết. Đó, còn cái việc mua mới như mình đã nói là chỉ vào một số cổ phiếu có cái tính chất câu chuyện dòng tiền riêng thôi, và mua ở cái vị thế tương đối là thấp, thăm dò, và luôn sẵn sàng cái cổ phiếu có trong danh mục của chúng ta mua nó đã về để chúng ta xử lý khi mà có bất kỳ cái tính chất xấu gì của thị trường nó xảy ra. Đó là cái việc mà chúng ta phân tích theo mô hình, phân tích theo cái phương pháp price action, thì chúng ta đưa ra những cái dự đoán trong tương lai. Thì tất nhiên tương lai nó là bất định, chúng ta không biết nó tăng giảm như thế nào. Do vậy cái việc cần thiết của chúng ta là lên kế hoạch quản trị rủi ro và chủ động trước mọi tình huống diễn ra, xảy ra của thị trường. Thì cái khóa học mà chúng ta đầu tư, chúng ta nghiên cứu, nó sẽ đáp ứng cho các anh chị những cái vấn đề này khi mà các anh chị tham gia vào thị trường nhé. Và mọi cái thông tin liên hệ về khóa học, các anh chị có thể liên hệ với mình qua cái số điện thoại tại đây, hoặc là 0798979648 này để mình hỗ trợ khóa học. Hoặc là các anh chị có thể đăng ký mở tài khoản mới, mình sẽ hỗ trợ quản lý các cái tài khoản cho các anh chị tại công ty chứng khoán VBS nhé. Rồi, ở phần tiếp theo thì mình sẽ đi vào việc hỗ trợ thêm một số câu hỏi bình luận của các anh chị nhà đầu tư xem kênh. Các anh chị xem nội dung này đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh của chúng ta. Và hãy bình luận phía bên dưới các cổ phiếu mà các anh chị đang nắm giữ, đang quan tâm, đang theo dõi để chúng ta cùng nhau hỗ trợ và trao đổi trong mỗi nội dung video như thế này. Rồi chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên của bạn Trần Anh Nghĩa về cổ phiếu ITD. ITD phiên ngày hôm nay tăng trần, kết phiên ở mức độ là 6,9%, đã vượt ra ngưỡng chỉ báo MA20 tương đối là tích cực. Nếu các anh chị thấy là hiện tại thì cổ phiếu này nó đã kết thúc xong cái quá trình gọi là cái quá trình tích lũy này, cái quá trình điều chỉnh, nó có cái giai đoạn ở đây thì chúng ta nhúng xuống gãy luôn cả cái đường chỉ báo MA20, rồi sau đó là có 3 phiên tích lũy tương đối là ổn định. Kết thúc ở đây là một cái phiên tăng trưởng cao vượt MA20 và chúng ta thấy là với khối lượng cũng tương đối là tốt, đạt được cái tiêu chí ở đây là khoảng 1 triệu cổ phiếu khớp lệnh. Thì với cái việc tăng điểm và kết phiên ngày hôm nay thì ITD đã cải thiện cái xu hướng kỹ thuật tốt hơn trong một xu hướng tăng.
thì khả năng những cái phiên sắp tới mà chỉ cần nó giữ cái nhịp tăng đâu đó khu vực giá 24-25 thì ETD còn có khả năng quay trở lại để test đỉnh cũ khu vực giá 26.8-26.9. Và với cái kỳ vọng như thế này thì khả năng nó chỉ di chuyển loanh quanh khu vực này các anh chị nhé, cho đến khi cái dải Bollinger Band nó mở rộng ra thì chúng ta mới kỳ vọng được cái nhịp tăng trưởng cũng như là cái mục tiêu mới. Ở phía bên dưới này các anh chị có thể thấy là cổ phiếu này cái báo cáo quý 3 năm 21 lợi nhuận và doanh thu đều bị âm, tuy nhiên thì vẫn tăng. Do vậy thì những cái cổ phiếu tính chất như thế này thì chỉ cần có lợi nhuận điểm mua các anh chị tốt thì nên canh chốt lướt sóng nhanh, hạn chế cái việc nắm giữ đối với những cái cổ phiếu này các anh chị nhé. Chúng ta sẽ kiểm tra luôn cái tính chất cơ bản của cổ phiếu ETD cho các anh chị nhà đầu tư. Thì đây thì bảng định giá của chúng ta cũng thể hiện rất là rõ về cái sức khỏe tài chính và cái tính chất cơ bản, nó chỉ đạt được 2/8 tiêu chí thôi. Do vậy cổ phiếu này như mình nói là nó thuần lướt sóng theo cái tính chất là đầu tư kỹ thuật và dòng tiền. Anh chị nhìn vào phía bên dưới này, đây là cái Fire Pro để anh chị thấy là được cái tính chất dòng tiền lớn. Thì nó đang có dòng tiền lớn đánh vào thì khả năng nó sẽ hồi phục. Và nếu như cái dòng tiền này giữ được á, thì nó mới test trở lại cái đỉnh cũ đoạn này để chúng ta theo dõi trước. Anh chị thấy không? Bạn có hỏi mình về cổ phiếu AGG. Chúng ta đến với biểu đồ kỹ thuật của cổ phiếu AGG. AGG thì cái điểm tích cực của chúng ta là chúng ta mua ở phía bên dưới này. Do vậy thì cái điểm mua nó tương đối là an toàn để chúng ta có thể giữ theo dõi được cái quá trình vận động diễn biến của cổ phiếu này. Còn về cái điểm mua kỹ thuật á, thì các anh chị phải nên đợi cho đến khi nó vượt ra cái đường cản màu tím ở đây, đường cản giảm đỏ này, cũng như là cái đám mây màu đỏ đó là cái tâm lý. Do vậy thì thông thường nó lọt vào cái vùng tâm lý, nó sẽ đi ngang, giao dịch tích lũy ở đây rất là nhiều, cũng như quay trở lại test cái khu vực đỉnh cũ này. Cho đến khi mà nó vượt khoảng kháng cự ở đây là vùng 49.8 các anh chị nhé, kháng cự kênh 49.8 thì mới đủ cái khả năng thiết lập xu hướng mới. Khi thiết lập xu hướng mới thì kỳ vọng mục tiêu là khu vực đỉnh cũ, khu vực giá 55-56X cổ phiếu AGG. Vậy thì khi điểm mua tốt nằm ở dưới này thì đoạn này hoàn toàn có thể quan sát khi mà nó đang có hai phiên tích lũy trên MA20. Chỉ báo kỹ thuật MA20 và đường chỉ báo Stop Oscillator nó đang có xu hướng hướng lên, do vậy thì chỉ cần chạm vào MA20 hoặc tích lũy điều chỉnh xuống 45X thì khả năng hồi phục test trở lại đỉnh cũ. Do vậy thì đã mua được điểm tốt thì nắm giữ, còn mua mới thì phải quan sát nó test trở lại đỉnh cũ và vượt hẳn kháng cự ở đây, vượt hẳn kháng cự kênh, tức là cái đường màu tím thì mới có cái điểm mua tiếp theo các anh chị nhé, cổ phiếu AGG. Bạn có hỏi mình về chiều giữ của BHR và cả cổ phiếu Nam Kim. BHR thì rất là tốt, tích cực. Đó. Như trong room thì mình khuyến nghị mua ở đoạn này. Đoạn này mình khuyến nghị mua. Thì như mình đã nói là những cổ phiếu mà vào điểm mua tốt. Thứ hai là khi mà nó có tính chất cơ bản ổn thì chúng ta hoàn toàn luân chuyển từ ngắn hạn sang nắm giữ trung hạn được. Nha. Thì con BHR nó đạt được cái tiêu chí này các anh chị nhé. Đây, 7/8 tiêu chí và tính chất tăng trưởng cao. Hiện tại thì dòng tiền đang khá là khỏe và xu hướng uptrend. Do vậy thì khuyến nghị chính ở đây là vẫn nắm giữ này. Để đo được cái ngưỡng mục tiêu thì chúng ta thấy là cái vùng mua phù hợp đâu đó là vùng chúng ta mua ở đâu ạ? Chúng ta mua ở đây, vùng 59-60 đi. Mua ở vùng 59-60. Thì cái điểm mục tiêu kỳ vọng là vùng 65. 65 thì nó đã đạt được rồi, hiện tại nó là 68. Như vậy thì có thể nắm giữ thêm, kéo lên vùng 70-72 các anh chị nhé. 70-72 là điểm mục tiêu tiếp theo của BHR. Kỹ thuật vẫn đang rất là tốt, dòng tiền này vào khá là cao. Đó, do vậy thì cứ nắm giữ cho đến khi nó điều chỉnh phân kỳ âm và tạo cái áp lực phân phối phía trên này thì chúng ta mới chốt thôi. Còn thứ hai bạn hỏi đó là con Nam Kim. Nam Kim thì trong ngắn hạn các anh chị thấy là nó đang yếu thế nha, tức là nó đang lọt vào cái xu hướng giảm này. Và thứ hai là cho có đến là 4 phiên nó đang nằm dưới cái đường chỉ báo MA20, tức là cái đường màu xanh tại đây. Hiện tại thì nó chỉ còn một cái hỗ trợ ngắn hạn ở đây là vùng 50.0 thôi. Tức là nếu như bị xuyên thủng cái vùng 50.0 thì khả năng nó cũng bị đạp xuống khu vực ở phía dưới này là vùng 46. Anh chị hình dung mà. Đó, do vậy thì ngắn hạn nó đang yếu, do vậy thì các anh chị phải canh giảm bớt tỷ trọng hoặc là có những cái biện pháp giảm bỏ đi nha. Còn việc đầu tư giá trị thì cổ phiếu này nếu như có một cái nhịp đạp thì phải về tận vùng 45-46 phía dưới này mới có hỗ trợ dòng tiền mới để có thể mua trở lại đối với cổ phiếu Nam Kim, gom thêm đó, gọi là gom thêm đó. Bạn có hỏi mình về hai cổ phiếu đó là TSC và SBS. Chúng ta đến với cổ phiếu đầu tiên là TSC.
để xe sau cái giai đoạn tích lũy đoạn này này, 3-4 phiên tích lũy, và nó tạo nên cái mô hình cây nêm tích lũy cũng khá là chắc này, cũng khá là chắc. Đó, thì phiên ngày hôm nay tăng trần. Như vậy thì với cái kết quả tăng trần như thế này, khả năng nó sẽ hướng lên những cái ngưỡng mục tiêu như sau. Có thì anh chị nắm giữ và canh chốt lời, điểm mua mới sẽ không có. Đó là vùng 15 và cả vùng 16.x. Đó là hai ngưỡng mục tiêu có thể canh để chốt dần đối với cổ phiếu TSC này. Hiện tại thì dòng tiền đang vào khá là đều, họ đang có xu hướng hướng lên. Các cái chỉ báo kỹ thuật cũng ủng hộ cái xu hướng này. Do vậy thì chỉ canh chốt lời thôi. Điểm mua mới không có tại vì đang rơi vào khu vực quá mua. Cổ phiếu này đạt được 4 trên 8 tiêu chí và tính chất tăng trưởng cao. Dòng tiền khỏe, xu hướng uptrend. Do vậy thì có thể canh, gồng lãi và tìm những cái vùng kháng cự để chốt dần. TSC. Cổ phiếu nữa bạn hỏi đó là SBS. SBS một cổ phiếu của dòng chứng khoán, đoạn này đang test đỉnh. Anh chị thấy là đang test đỉnh kháng cự khu vực này. Thì chưa vượt qua được. Thì nó cần phải vượt hẳn kháng cự. Thì nếu như mà nó cứ loanh quanh, nó test kháng cự ở đây mà không vượt qua được anh chị, thì nó sẽ có cái xu hướng ở đây là lùi lại test MA20. Giữa cái nhịp đoạn này thì mới bật mạnh được. Đó, thì đó là cái giai đoạn gọi là tái tích lũy dòng tiền, tạo cái dòng tiền và cái áp lực mới thì nó mới tham gia. Đoạn này thì các anh chị nhìn ở phía bên dưới dòng tiền lớn thì nó đã có cái vị thế là nó chưa vào đều. Do vậy thì không vào đều thì nó không vượt kháng cự được. Đoạn này quan sát theo dõi nha, quan sát theo dõi. Còn ngắn hạn thì có thể chốt loanh quanh cái đoạn này một ít theo dõi thôi. Cho đến khi nó vượt hẳn thì có thể gom trở lại theo cái điểm mua break. Đó. Chị cứ hỏi mình về cổ phiếu C32, con này có giữ tiếp được hay không? Chúng ta lấy cổ phiếu C32. C32 vẫn đang giao dịch tích lũy trên MA20, khá là tốt, cái chart này không có gì xấu cả. Nó đang lắp cái đoạn gap ở đoạn này, 4 phiên lắp gap. Nó gặp cái kháng cự ở đây là vùng 35.7 và chưa vượt qua được. Do vậy thì có thể nắm giữ và theo dõi thêm. Đoạn này vẫn còn cái dòng tiền này. Và những cái tính chất kỹ thuật nó đang điều chỉnh, do vậy thì chưa đủ động lực để vượt thoát ra cái kháng cự vùng 35.7 này. Nếu như vượt 35.7 thì nó mới tốt. Khi đó thì nó mới kéo trở lại đỉnh cũ để nó test khu vực giá 38-39, cũng là ngưỡng mục tiêu để chúng ta chốt lời ngắn hạn đối với cổ phiếu C32. Cảm ơn bạn Đăng Nguyễn và chúc các anh chị đầu tư thật là tốt nhé. Chúc các anh chị nhà đầu tư xem kênh đầu tư thật tốt. Bạn có hỏi mình về tính chất cơ bản của hai cổ phiếu, đó là EZC và cả TCM. Thì bạn hỏi về tính chất cơ bản, tự nhiên mình sẽ hỗ trợ cả kỹ thuật và cơ bản. EZC thì sau một cái xu hướng tích lũy đoạn này các anh chị nhé, tích lũy đoạn này trong một cái mô hình là tam giác tăng. Đây nhé, mô hình tam giác tăng này, tích lũy vượt cản rồi sau đó một cái nhịp tăng mới. Một cái nhịp tăng mới vượt cản thì đã có test cái cản. Sau khi vượt cản thì đã test trở lại hỗ trợ và bắt đầu kéo lên. Thì cổ phiếu này đang xây dựng xu hướng khá là bền. Cổ phiếu này thuần về cái chất trung hạn, tức là phải nắm giữ ở cái mặt vài tháng thì lợi nhuận nó mới mang lại trở lại cao. Còn lướt sóng thì cổ phiếu này nó sẽ hơi chậm một tí. Thì cổ phiếu vẫn đang trong cái xu hướng tăng. Khả năng với cái chặt kỹ thuật như thế này thì những cái phiên sắp tới nó sẽ đi lên quanh vùng 34-35 đoạn này. Và sau đó mới vượt test trở lại đỉnh cũ khu vực giá 37. Đó là cái xu hướng. Và nếu như có một cái nhịp lần nữa này test xuống trở lại này thì ở đây nó có hỗ trợ, do vậy thì có thể canh mua đâu đó 32-33 của EZC. Kỳ vọng mục tiêu là hướng lên ở đây là 37, đi ngang test đỉnh. Ở khi đó chúng ta đánh giá tiếp để định hướng cái kỳ vọng mục tiêu tiếp theo. Một cổ phiếu nữa bạn có hỏi đó là TCM. TCM đã vượt được cái kênh giảm này. Đoạn này là vượt kênh giảm, do vậy thì đoạn này cần có thể là khả năng tích lũy đi ngang. Chỉ cần giữ ngang quanh khu vực giá, ở đây là khu vực giá 75 cho đến 78. Và có cái dòng tiền bắt đầu ở đoạn này, dòng tiền nó bắt đầu nó tăng lên, nó vào đấy là mua được. Kỳ vọng mục tiêu đó là vùng 83, vùng 88 của cổ phiếu TCM. Thì bây giờ mình mới lấy cái tính chất cơ bản này. EZC 7 trên 8 tiêu chí rất là tốt, phù hợp khi mà nó quay trở lại vùng hỗ trợ. Vùng hỗ trợ ở đây là vùng 28.5 thì khá là xa rồi. Như nãy mình có phân tích thì đâu đó vùng 31-32 thì có thể mua được rồi. Để có thể giữ trung hạn, cổ phiếu này tính chất cơ bản đạt được chất lượng đầu tư. Đầu tư ở đây là theo phong cách cá nhân của mình thôi. Còn phong cách của các anh chị nó có thể thay đổi, nó biến chuyển như thế nào đó, thì các anh chị sẽ có những cái hướng nhận định riêng nhé. Còn riêng TCM thì chất lượng tài sản đầu này hơi xấu, chất lượng đoạn này hơi xấu. Như vậy thì chỉ mua với cái dạng lướt sóng thôi. Khi nào có lợi, mua tỷ trọng thấp là thứ nhất này, khi mà phía bên này nó xấu.
Do vậy thì chỉ mua được tỷ trọng thấp và khi có lợi nhuận thì chốt nhanh, không nắm giữ lâu nha. Bạn có hỏi mình về cổ phiếu VGC và bạn đã có mua ở vùng giá là 40. VGC mua 40, đoạn này thì khá là tốt rồi. Do vậy thì canh chốt lời thôi các anh chị nhé. Có kháng cự ở đâu đó khu vực giá 48 này, đoạn này mà rung lắc thêm nữa thì có thể chốt lời. Thì những cái chặt kỹ thuật như thế này thì dòng tiền lớn vào thì nó cứ tăng thôi, cho đến khi nó tạo phân kỳ âm thì các anh chị chốt. Tuy nhiên những cổ phiếu này thì nên thực hiện cái chiến lược là chốt dần. Một phiên tăng thì các anh chị cứ canh chốt dần 10-20%, cứ mỗi phiên như vậy thì cứ canh chốt dần lên để giữ cái thành quả nhé. Những cổ phiếu này nó chỉnh thì nó chỉnh cũng rất là nhanh. Do vậy thì cứ canh chốt dần lên là phù hợp nhất. Anh có hỏi mình về cổ phiếu Đức Long. Đức Long đoạn này đang tích lũy, đoạn này còn không có gì xấu cả, vẫn đang giao dịch trên MA20 và có xu hướng hướng lên. Dòng tiền thì nó vẫn đang bám ở trên này, dòng tiền lớn vẫn chưa có dấu hiệu rút ra. Những ngưỡng chỉ báo kỹ thuật thì vẫn đang có cái tính chất ở đây là điều chỉnh tích lũy, dãy band nó đang bó vào này. Như vậy thì nó sẽ dao động tích lũy trong khu vực giá 6.8 cho đến khu vực giá 7.8 các anh chị nhé. Và đến khi vượt hẳn cái kháng cự ở đây là vùng 8.0 á, thì mới có được cái xu hướng tăng trưởng mới cổ phiếu Đức Long. Chúng ta lấy cái tính chất cơ bản của Đức Long này. Cổ phiếu này cũng tương đối là yếu, do vậy thì với cái chiến lược mà cái chặt kỹ thuật nó đang tích lũy tốt á, rồi chúng ta tiếp tục nhé các anh chị. Hồi nãy chúng ta tới đâu rồi? Con DLG Đức Long rồi. Tiếp theo bạn có hỏi mình về cổ phiếu của dòng dầu khí, bao gồm cổ phiếu GAS, cổ phiếu PSR và cổ phiếu Hòa Phát. Thì Hòa Phát, đối với cái quan điểm đầu tư cá nhân của mình đó là cổ phiếu phòng thủ. Thì cổ phiếu phòng thủ mình nhắc lại các anh chị là nó chỉnh thì mình mới mua, còn nó cứ tăng hoặc là đi ngang ở đây thì chủ yếu mình sẽ theo dõi. Ví dụ như những cái giai đoạn quá khứ mà các anh chị thấy là khi mà nó chỉnh mạnh xuống phía dưới này là mình sẽ báo mua này. Đoạn phía dưới này mình báo mua, hoặc là chỉnh xuống này mình cũng báo mua. Thì cái đặc trưng của cái con phòng thủ nó là vậy, cổ phiếu Hòa Phát. Thì như vậy thì đoạn này này thì mới nói là Hòa Phát nó có một cái điểm mua ngắn hạn tỷ trọng vừa phải quanh khu vực giá 55x. Hoặc là nếu như nó có gãy vùng này mà nó chỉnh mạnh về vùng 52 phía bên dưới này thì chúng ta mới có cái tỷ trọng mua mạnh hơn. Đó, do vậy thì đoạn này Hòa Phát như thế nào? Nó đang đi ngang và tích lũy ngắn hạn thì nó đang nằm dưới MA20. Do vậy thì khả năng vùng này nó chỉ lên quanh giao dịch xoay quay từ vùng 55.5 cho đến khu vực giá 58 thôi các anh chị. Do vậy tiểu đoạn này chủ yếu theo dõi Hòa Phát cái đã này. Tiếp theo bạn có hỏi mình về cổ phiếu GAS. GAS cũng như vậy, vẫn đang tích lũy trên MA20. Tuy nhiên thì vẫn chưa có động thái và cái biến chuyển gì tốt khi mà nó đang có những cái dấu hiệu gọi là áp lực chốt lời, khiến cho cái chỉ báo kỹ thuật trong ngắn hạn nó sẽ bị yếu dần đi. Thì khả năng nó sẽ lùi về những cái vùng hỗ trợ 116 hoặc là vùng 111 để nó test trở lại các anh chị nhé. Theo dõi đoạn này thì trên MA20 thì vẫn nắm giữ theo dõi được. Cổ phiếu Bình Sơn. Bình Sơn cũng như vậy, 4 phiên tích lũy trên MA20. Và cổ phiếu Bình Sơn thì cái chặt có phần khỏe hơn so với cổ phiếu GAS. Do vậy thì cái nền hỗ trợ của Bình Sơn đó là khu vực giá 23, tức là đoạn này này, 23. Chưa thủng đoạn này thì cứ nắm giữ theo dõi. Thì xu hướng gần đây nó có cái xu hướng chính là cứ test trở lại 23 rồi bật lên. Do vậy muốn mua thì canh đâu đó sát cái vùng 23 mua thì nó sẽ ổn hơn. Mình muốn đăng ký lớp học thì đăng ký như thế nào? Rồi các anh chị, thông tin lớp học thì như mình đã trình bày đối với các anh chị rồi đó. Thì các anh chị nhắn tin với mình, nhắn tin vào Zalo số này các anh chị 079 này, 89 79 648. Nhắn tin là các anh chị muốn đăng ký khóa học. Sau đó thì mình sẽ đọc thông tin và mình sẽ gửi thông tin để các anh chị kích hoạt cái tài khoản, cái lớp học cho các anh chị tham gia vào. Thì tham gia lớp học thì như mình đã nói là nó đang có cái ưu đãi về việc tham gia vào room VIP trọn đời, để các anh chị nhận những khuyến nghị, nhận những ưu đãi từ trong room của chúng ta. Và lâu lâu mình mới mở thông tin về khóa học chứ không phải mình mở thường xuyên nha các anh chị. Đó, do vậy thì các anh chị có cái điều kiện tham gia thì có thể đăng ký những cái dịp như thế này. Bạn có nói về cái việc là theo dõi kênh của mình mấy tháng nay rồi và thấy mình phân tích cũng như nhận định cũng rất khá là chính xác. Đầu tư theo tư vấn của bạn tiền vào khá là yên tâm. Thì cảm ơn những cái thông tin chia sẻ rất là tích cực đối với các anh chị nhà đầu tư.
Rồi, thì đó mình có cái room cộng đồng ở phía bên link, các anh chị có thể tham gia vào. Thì nếu thấy phù hợp với cái phong cách đầu tư cá nhân của mình thì liên hệ với mình và chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về cái việc mình sẽ quản lý một số cái tài khoản của các anh chị. Cảm ơn thầy, cảm ơn bạn Lina rất là nhiều. Bạn có hỏi về cổ phiếu VND và mục tiêu định giá của nó là bao nhiêu? VND thì con này mình nói là nắm giữ trung hạn thì lợi nhuận rất là tốt, đừng có chốt lên chốt xuống các anh chị. Mình thấy nhiều anh chị nó chỉ mới rung đâu đó đoạn này là bắt đầu chốt hết rồi. Còn như thế này mà điểm mua các anh chị nằm ở phía bên dưới này đi, tốt thì cứ nắm giữ đi. Thì hiện tại cái mục tiêu gần nhất á, sẽ là ngưỡng Fibo ngay tại khu vực giá 70 này, 70. Thì như vậy thì gặp 70 thì khả năng có thể rung biến động chuyển, có thể giảm 2-3 phiên gì đó, mất 4-5% của các anh chị. Tuy nhiên đừng có nhìn cái ngắn hạn như vậy, những cổ phiếu tốt như thế này thì nên nhìn dài một tí. Tức là nó có thể chỉnh 4-5%, thì sau đó nó lại lái thế để nó kéo lên mục tiêu mới. Đó là cái vùng 76 ở phía bên trên này, 76. Vẫn còn rất là nhiều cái kỳ vọng. Và mình nói đó là khi nào VND còn tăng thì cổ phiếu các anh chị có thể nắm nữa, đó là con IBA cũng sẽ tăng. IBA đang có hy vọng là vùng 93 cho đến vùng 95 để các anh chị có thể chốt ngắn hạn này. Con này cũng khuyến nghị các anh chị mua ở dưới này. Thì những cổ phiếu này nó tăng thì cứ nắm giữ thôi, cần gì phải chốt các anh chị. Và tại sao mình nói là nên nắm giữ? Tại vì nó có cái tính chất sức khỏe tài chính cơ bản tốt. Đây, 6/8 tiêu chí. Và đây dòng tiền khá là khỏe, xu hướng uptrend. Nhưng mình đã nói là những cái cổ phiếu nào mà nó có được cái tính chất tài sản tốt ở phía này này, thì nó sẽ được cái ưu thế là sự nắm giữ cổ phiếu của các cái nhà đầu tư giá trị theo cái trường phái là đầu tư nắm giữ trung hạn và dài hạn của các cái nhà đầu tư giá trị. Do vậy thì dù thị trường nó có yếu, nó có xấu, thì một cổ phiếu đang trong xu hướng tăng và có tính chất cơ bản của cái tài sản tốt như vậy thì có thể nó có thể xảy ra những cái nhịp điều chỉnh. Tuy nhiên xét về cái quy mô tổng thể thì những cái nhà đầu tư giá trị đó họ sẽ không bán tháo cổ phiếu khi mà thị trường bị yếu thế trong ngắn hạn. Với cái việc không bán tháo này khiến cho cổ phiếu giữ nhịp rất tốt, và sau khi giữ nhịp tăng thì nó sẽ có những giai đoạn phục hồi nhanh hơn. Như vậy thì phong cách của mình là vậy, mình phải lọc kỹ được cái sức khỏe tài chính, về cái nền tảng sức khỏe tài chính của một cái doanh nghiệp. Và sau đó thì chúng ta đi sâu vào việc phân tích kỹ thuật này, rồi phân tích dòng tiền. Thì phân tích kỹ thuật thì rất nhiều nhà anh chị làm được, tại vì nó khá là đơn giản, các anh chị nhìn vào biểu đồ, mua thêm cái fan pro thì biết dòng tiền nó đang khỏe hay là đang mạnh, để lúc nào bán ra, lúc nào chốt lời là như vậy được rồi. Quan trọng là phải đánh giá được cái chất lượng của cái doanh nghiệp, của big boy, của dòng tiền lớn và cái dấu hiệu dòng tiền thông minh. Một số cái thông tin như thế này nó sẽ rất quan trọng để chúng ta đầu tư và biết cổ phiếu nào nên nắm giữ, cổ phiếu nào nên chốt lời. Rồi, cảm ơn các anh chị. Thì đoạn này mình có cái việc bận một tí, một số cái công việc. Thì tạm ngừng cái nội dung hỗ trợ tại đây các anh chị nhé. Các anh chị có thể là nhấn nút đăng ký kênh, bình luận thêm các cổ phiếu bên dưới để mình hỗ trợ thêm. Và cảm ơn các anh chị. Chúc các anh chị đầu tư ở những cái nhịp sắp tới thật là tốt.